Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình Ăn Cơm Khoai nói chuyện quốc tế ngày thứ Hai, mùng 1 tháng 4, ngày cá tháng 4. Ngày cá tháng 4 thì chúng ta cũng chém gió một tí cho nó vui vẻ quý vị ạ. Chúc quý vị một ngày mới, tuần mới vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ, tràn trề năng lượng. Vâng, và để đảo gió một tí thì chúng ta sẽ tới chém gió ở các khu vực khác, bắt đầu bằng khu vực Trung Đông. Vâng, một cái bài báo của tờ New York Times, nó nói lên tất cả những cái bộ mặt của phương Tây trong vấn đề ngôn luận, báo chí và đạo đức giả. Đúng không? Và chúng ta thử xem là một tờ báo lừng danh thế giới một thời này, bây giờ họ nói cái gì về cuộc chiến ở Ukraine, ở Trung Đông. Đại khái là một cái tiêu đề nó như thế này quý vị ạ. Nó có ý nghĩa như này. Là một cái viên đạn mà nó bay lơ lửng trong không trung. Rồi nó va phải một đứa trẻ người Palestine đang chạy ngược trở lại với tốc độ rất nhanh. Vâng, tiêu đề cơ bản đơn giản nó chỉ nói rằng là một viên đạn của Israel đã giết chết một đứa trẻ Palestine. Đúng không ạ? Thế nhưng mà bây giờ một viên đạn, đấy, nó bay lơ lửng. Nó va phải, tức là đại khái mà không phải nó va phải mà là một cái đứa trẻ mà nó chạy nhanh, nó va phải viên đạn đấy. Và bên dưới này quý vị có thể nhìn nó nói như thế nào. Là khi thế giới xoay vòng thì một người đàn ông trẻ 4 tuổi đã va vào một vật thể kim loại bay ở quỹ đạo thấp và trở lên bất động. Y tế được Hamas được vận hành bởi Hamas cho biết. Có thể nói là người cười không thể ngậm được mồm. Lạy Chúa, ngày mùng 1 tháng 4 đã bắt đầu bằng một thông tin nói chung là không vui thế này rồi. Vâng, nói lại là trái đất quay vòng đã khiến cho một người đàn ông 4 tuổi, trẻ 4 tuổi va vào một vật thể bay kim loại ở quỹ đạo thấp và trở lên bất động. Bộ Y tế được Hamas kiểm soát cho hay. Bị Hamas kiểm soát cho hay. Kiểu này thì chắc là tờ báo này ấy, một thế thời nó thay đổi quý vị ạ. Rồi một ngày nào đó nó sẽ nói là hai tòa tháp đôi ở trung tâm thương mại ở New York đã va vào những chiếc máy bay khi mà trái đất quay tròn ở độ cao thấp, đúng không ạ? Và khiến hai tòa không còn nguyên vẹn. Khiến cho 3.000 nạn nhân làm việc trong tòa nhà không còn làm việc ở chỗ đấy nữa. Vâng, đó là tờ New York Times, một trong những tờ báo uy tín lừng danh hàng trăm năm. Bây giờ rất tiếc nó giống như là kênh truyền hình CNN. Nó trở thành một cái công cụ tuyên truyền của chính phủ và thế giới ngầm. Và điều này thì chúng ta cũng không có gì là lạ, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy những cái bức tranh biếm họa của người Mỹ nói về các vấn đề bài Do Thái ở Mỹ và trên khắp nơi trên thế giới. Cơ bản người Israel đã chọc vào một cái tổ ong và tổ ong đấy thì nó đại diện cho thế giới, đúng không ạ? Sau đó thì người Israel đã bị tổ ong nó đuổi, nó đốt và sau đó họ mang một cái bộ mặt bị ong đốt đến để khoe với các đài Fox, CNN, BBC và nói rằng tổ ong là một cái gọi là một cái xã hội bài Do Thái. Như vậy cái câu chuyện là gì? Câu chuyện rằng là từ cái việc mà ngày xưa những người mà ghét, thù hận những người Do Thái thì là những người bài Do Thái. Nhưng mà bây giờ thì dưới cái hệ thống truyền thông, đúng không ạ? Và cái sức ép của xã hội Do Thái thì những người Do Thái ghét bây giờ là những người bài Do Thái. Đấy, tức là nó ngược lại. Ngày xưa người ta ghét mình thì người ta bài mình, còn bây giờ mình ghét người ta thì là người ta bài mình. Vâng, còn bức biếm họa này chắc là tôi không cần phải giải thích nhiều với quý vị. Chúng ta từng thấy những chuyện tình tay ba ngang trái diễn ra rất nhiều trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà không ngờ rằng là nó tay ba trên cái quy mô toàn cầu. Bây giờ thì ngày hôm nay, lần đầu tiên đảng cầm quyền của ông Erdogan đã thua cuộc trong các cuộc bầu cử ở địa phương đối với đảng đối lập trong suốt 20 năm liền. 20 năm liền. Và tôi cá rằng lần đầu tiên họ thất thế có thể bởi vì những tuyên bố của ông Erdogan. Một mặt thì nói rằng là lên án và đối kháng, đúng không ạ? rồi sẽ tấn công, rồi che chở người Palestine và tấn công người Israel, vân vân. Đại khái là làm tất cả những hành động đứng về phía Palestine. Nhưng mặt khác, họ lại tuồn vũ khí, đạn dược, quân trang cho người Israel để người Israel đi săn. Và tất nhiên cái món đi săn của người Israel chúng ta cũng đã biết trong suốt những ngày vừa qua là cái gì rồi. Họ săn cái gì ai cũng đã biết. Cũng liên quan đến ông Netanyahu, hôm nay thì có một cái thông tin khá thú vị. Có khả năng một lần nữa thì lời nguyền Zelensky lại phát tác. Hôm nay thì người ta thấy rằng là xe cứu thương chở ông Netanyahu đã vội vã, hí ú òa lao đến bệnh viện. Và nghe tin đồn rằng ông đã gặp phải một cái triệu chứng gì đấy khá nặng và có khả năng phải trải qua một cái cuộc phẫu thuật khẩn cấp. Đấy. Và cái vị trí thủ tướng tạm quyền được giao lại cho ông phó thủ tướng, bộ trưởng bộ tư pháp Yair Levin, một trong những thành phần diều hâu hạng nặng trong nội các của Israel. Ông Zelensky đã từng gặp bắt tay, ôm hôn rất nhiều người. Thông thường thì những cái lời nguyền của ông nó phát tác sau khoảng nửa năm. Và lần này thì tôi cũng cảm giác rằng hai người cũng gặp nhau được khoảng 6 tháng rồi. Và nếu như mà có vấn đề gì với ông Netanyahu thì nói thật rằng đúng là ông Zelensky là một huyền thoại thật quý vị ạ. Và cũng đến một nhà lãnh đạo Do Thái khác, và thân Do Thái khác, ông Tổng thống Argentina là Javier Milei. Nhiều người gặp rất nhiều khó khăn khi mà xác định cái nguồn gốc thân thế của ông, bởi vì ông là người độc lai độc vãng, chỉ thích chơi với chó với mèo nhưng không thích chơi với người. Và tất nhiên có phong phách rất là nổi loạn. Gần đây thì những nhà sử học đã lần theo dấu vết và họ đã tìm ra vào năm 1970 mấy thì một trong những huyền thoại của làng hài hước nước Anh, đó là Benny Hill, đã từng đến Argentina và dính vào một cái scandal là khiến cho một quý bà nào đó mang bầu. Rồi sự việc chìm lắng cho đến ngày hôm nay. Chúng ta nhìn thấy những khuôn mặt rất quen thuộc, cá tính rất quen thuộc. Và tất nhiên cũng là một người có xuất thân Anglo-Saxon. Và chúng ta hãy đến với lại nước Mỹ. Và phần tin mở đầu thì cũng liên quan đến những thành tựu của ông Joe Biden. Hôm trước thì nhiều quý vị nói rằng là ông Biden thì có nhiều cái thành tựu như thế, chứ đâu phải là một tay ông ấy làm nên cục nợ 34.000 tỷ cho nước Mỹ chỉ trong vòng vài năm. Và tất nhiên hôm nay thì chúng ta có thêm được những cái thống kê của cơ quan thống kê của nước Mỹ hẳn hoi. Tính từ ngày 31 tháng 1 năm 2020 cho đến ngày hôm nay thì ông Joe Biden trong nhiệm kỳ 3 năm cầm quyền của mình đã đánh mất đi 24,29% và sức mua của đồng tiền đô la. Đấy là một con số khổng lồ nếu chúng ta xét tới cái đồng đô la ổn định trong nhiều năm trước đó. Dưới thời của ông thì có thể nói rằng người ta thấy là ông đã trúng cử bằng cách đưa chương trình nghị sự của môi trường xanh sạch đẹp vào. Tuy nhiên thì khi lên làm tổng thống, ông đã phát động một cái chiến dịch là đầu tư tới 7,5 tỷ đô la vào việc dựng lên những cái trạm, đại khái là trạm sạc pin đấy quý vị, cho các loại xe cộ mà chạy bằng điện. Tuy nhiên 2 năm trôi qua, dưới thời của ông thì chỉ có 7 cái trạm sạc bằng điện được chính phủ xây dựng trong tổng số 5.000 trạm trong kế hoạch của ông và với số tiền phân bổ 7,5 tỷ đô la. Thông tin do tờ thời báo Washington cung cấp. Đây là chúng ta thấy một cái hiện tượng của các nước tư bản, đúng không ạ? Nói một đằng là một lẻo. Người dân Mỹ rất bị lung lay bởi những cái chính khách mà nói về chuyện môi trường, biến đổi khí hậu. Và ông Joe Biden thì đã nắm được cái gọi là yếu điểm của người dân. Và như chúng ta đã nói, đúng không ạ? Các cái chính khách ở phương Tây cứ miễn ăn nói và tác động được vào các điểm đau đớn của người dân là họ rất dễ trúng cử. Nhưng mà trong quá trình ông lên làm tổng thống thì chúng ta thấy rằng là không chỉ các vấn đề xây dựng, phát triển này nọ đều bị bỏ bê trễ, mà thậm chí cái chương trình nghị sự chính của ông là xây dựng trạm sạc điện, nó cũng chỉ đạt được có 7/5.000, có nghĩa là đâu đấy nó được bao nhiêu quý vị? Nó được hơn 1/1000%, 1/2%. Và nước Mỹ đã phải mở lại rất nhiều giếng dầu, và tất nhiên điều đó ảnh hưởng tới vấn đề biến đổi khí hậu cực kỳ nhiều. Nhưng mà chúng ta cũng không ngạc nhiên nếu như ông Joe Biden sẽ quay trở lại sử dụng khẩu hiệu biến đổi khí hậu để chiến thắng ông Donald Trump một lần nữa. Bởi vì nói chung là ông sử dụng khẩu hiệu gì đi chăng nữa mà người ta đã muốn ông thắng là tất nhiên ông có khả năng thắng rất cao. Vâng, những ngày này thì cũng là những ngày mà những người theo Thiên Chúa giáo kỷ niệm cái lễ Phục sinh, ngày Chúa Giêsu tái thế thiêng liêng của người theo đạo. Tuy nhiên thì Tổng thống của ông Joe Biden cũng đã nhân ngày này để mà đặt tên và phong cho cái ngày này là cái ngày chuyển giới. Vâng, tôi cũng không dịch được nó đầy đủ ý nghĩa, nhưng mà đây là một ngày 31 tháng 3 năm 2024 là ngày chuyển giới. Có thể nói là rõ mồn một. Đấy, tạm dịch là chuyển giới rõ mồn một. Có nghĩa rằng là hàng họ là đâu ra đấy, kiểu như vậy. Chứ không phải là chỉ chuyển giới trên giấy tờ, có nghĩa rằng là nó nét này nẹt luôn đấy. Rất nhiều những cái người theo chủ nghĩa bảo thủ thì họ nói rằng vấn đề chuyển giới nó là một vấn đề khá là theo chủ nghĩa sa tăng. Và bây giờ tổng thống của họ thì lấy một cái ngày của Chúa Cứu Thế, phục tinh của Chúa Cứu Thế, để mà vinh danh một cái ngày đại diện cho hệ tư tưởng quỷ sa tăng. Và đây là một điểm cực kỳ kỳ diệu, đúng không ạ? Quá vi diệu. Tại sao có rất nhiều ngày, 365 ngày mà? Tất nhiên đó là cái quan điểm của những người vận động hành lang của cánh gọi là phe bảo thủ. Và tất nhiên cũng là một cái ngày mà đa số những người Mỹ theo đạo, đúng không ạ? Còn chúng ta thì chúng ta chỉ biết quan sát thế thôi. Hãy nhìn nước Mỹ mà xem. Thành phố New York, ngày Phục sinh năm 1959, và thành phố New York, ngày lễ Phục sinh năm 2024. Bây giờ thì chưa có ảnh màu, nhưng mà chúng ta thấy rằng là các tòa nhà đã có ánh điện, trong đó hình ảnh chữ thập giá thiêng liêng của Thiên Chúa giáo. Còn bây giờ các tòa tháp đã cao hơn, thành phố xịn sò hơn, nhưng mà nó là lá cờ chuyển giới trong đúng cái ngày Phục sinh. Và cũng cùng ngày này thì ở nước Mỹ, đâu đó ở trong bang nào đó, một thanh niên chuyển giới từ đàn ông sang đàn bà, cầm một cái rìu màu hồng đi gặp ai chém người đó ở trong một cái siêu thị, khiến cho bàn dân thiên hạ chạy tá hỏa. Và chúng ta hãy kết thúc khu vực châu Mỹ bằng hình ảnh của bà nữ phó thủ tướng Canada. Và quay mãi thế này, chắc là nó biết mình đăng lên YouTube rồi nó quay rồi quý vị ạ. Thôi lại chuyển chủ đề thôi. Quay 5 phút rồi. Vâng, đã treo thì quay đến khu vực châu Âu và bỏ video ra thôi, chơi ảnh vậy. Hôm nay thì có một vài những thông tin mật đến từ hồ sơ của các quan chức người Đức cao cấp cho biết rằng là trong cuộc họp thượng đỉnh sắp tới của khối BRICS, có thể có một loạt các quốc gia châu Âu tham dự, đặc biệt là rất có khả năng một khối quân sự sẽ được thành lập trong cái hội nghị thượng đỉnh vào tháng 10 năm nay ở nước Nga. Một thông tin tệ hơn đó là rất có khả năng Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Serbia và Slovakia sẽ có mặt tại thượng đỉnh BRICS. Vâng, thử xem khối quân sự BRICS mà lại có cả vài thành viên NATO vào nữa thì nó như thế nào. Vâng, câu chuyện là trong các khối chính trị thì đã có mấy ông ngồi hai mâm rồi, đúng không ạ? Thì cũng không có gì ngạc nhiên. Thế nhưng mà quân sự mà cũng có ông ngồi hai mâm như là ông Hungary, Slovakia và ông Thổ Nhĩ Kỳ nữa thì thế giới của chúng ta nó mới gọi là thú vị. Nhưng mà có cái hay, nếu ba ông này mà tham gia khối quân sự của BRICS ấy, thì có nghĩa là hai khối đấy không đánh nhau nữa, không bao giờ đánh nhau, có khi là làm hòa hết. Chúng ta hãy quay trở lại với thanh niên Jay in Kiev của chúng ta, xong hôm nay là anh có ý tưởng gì hay. Khi tôi nhìn vào những cây cầu chỉ có những người đi bộ đẹp tuyệt vời ở Warsaw, tôi nghĩ về tất cả những điều tuyệt vời khác ở các quốc gia ở nơi đó Chỉ quan trọng nhất là không có người Nga là láng giềng. Người Ba Lan đã mất 45 năm để mà rũ bỏ quan hệ với người Nga. 30 năm sau, Ba Lan là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Âu. Tuy nhiên, sau khi thanh niên có thể nói rằng là học giả Uyên Bác này nhìn lại trên bản đồ, thì anh ta phát hiện ra rằng là Ba Lan cũng giáp với nước Nga, và đó chính là vùng Kaliningrad. Và đó cũng chính là cái vùng thủ đô của đế quốc Đông Phổ ngày xưa, chứ cũng không phải là vùng sâu vùng xa gì. Sau đó thì anh đã có lời bào chữa, anh nói rằng không phải, Kaliningrad thì là một cái vùng đất của người Đức bị tạm thời chiếm đóng, không phải là của người Nga. Và nếu xét trên cái logic đấy thì đất nước Kiev, Ukraine của anh sẽ phải nhường lại phần thành phố Lvov, bởi vì đó cũng là một cái vùng đất mà của Ba Lan bị tạm thời chiếm đóng, chứ không phải của Ukraine. Muốn biết những cái nồng độ đậm đặc về não như thế nào, đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ cần chờ họ phát ngôn ở trên mạng mà thôi là biết hết. Và cũng một thanh niên nổi tiếng của chúng ta, Joe Laudit, hồ sơ của anh ta nói lên tất cả. Tôi ủng hộ Ukraine, tôi thích những chiếc xe tăng của Nga bị phá hủy, tôi thích NATO. Còn NATO thì nó là một cái tổ chức kiểu như chiến tranh thông tin ấy, của NATO, đối đầu với lại Nga. Tôi là một giám đốc điều hành, công ty của tôi là công ty giáo dục quốc tế Francisco. Và có lần thì ông em này nói rằng là tôi rất yêu hòa bình, nhưng mà yêu hòa bình làm sao lại thích nhìn những cái xe tăng của Nga bốc cháy. Vâng, và tất nhiên một ngày cá tháng tư thì anh cũng không thể nào anh bỏ qua cuộc chơi. Jozen Laudit, Điện Kremlin đang muốn huy động 150.000 người vào ngày 15 tháng 7. Điều này đã được tuyên bố trong cái sắc lệnh về tổng động viên mùa xuân, vâng, nhập ngũ mùa xuân, không phải tổng động viên. Và Putin đã chính thức ký. Các chuyên gia hàng đầu đã nói rằng đây chính là những sư đoàn sẽ tấn công vào vùng Tây Âu của chúng ta. Những binh lính này sẽ không ăn cắp máy giặt của các bạn đâu. Họ có thể sẽ giết những đứa con của các bạn, hãm hiếp những người vợ của các bạn, và đấm vêu mõm những hàm răng bằng vàng khỏi miệng của mẹ của các bạn. Và giáo sư công ty giáo dục quốc tế. Khi nào thì châu Âu mới thức dậy, thức tỉnh để mà cung cấp cho Ukraine vũ khí để họ chiến thắng? Và cuối cùng, đọc tất cả mọi thứ mà câu cuối bắt đầu là nó hiện nguyên hình, đuôi cáo. Và mấy thanh niên này vì sống ăn sung mặc sướng nó quá lâu rồi, cho nên không biết một điều là không biết ở châu Âu thế nào, được người Mỹ bảo kê, chứ còn ở nước Nga hay là rất nhiều nước trên thế giới thì một năm một lần hoặc một năm hai lần thì người ta vẫn gọi thanh lên đường nhập ngũ như là nhai kẹo cao su. Đây chính là cái việc nhập ngũ và nó khác với việc tổng động viên đất nước. Và không cần biết cái công ty Francisco ở đâu, nhưng mà ông làm tổng giám đốc thì biết là cái công ty đấy chắc là nó cũng gọi là giật dẹo. Và một ngày đại chiến trên không gian mạng thì không thể là bỏ qua hai nữ anh hùng, đúng không ạ? Bộ trưởng Ngoại giao Baerbock của Đức và Maria Zakharova đến từ Bộ Ngoại giao Nga. Maria đã trả lời Baerbock bằng một phát biểu như sau. Tôi muốn hỏi Baerbock một câu là liệu bà ta có ý thức được rằng là không phải các căn cứ quân sự của người Nga đang bao vây các quốc gia NATO, mà thực tế là NATO đang mở rộng sang khu vực phía đông, dọc theo biên giới của nước Nga. Nếu tôi là Anna Baerbock thì tôi sẽ mua một cái bản đồ, một cuốn sách lịch sử và một gói kẹo cao su để có thể học lịch sử, nghiên cứu địa lý và ngậm cái mồm lại. Và trước đó thì Baerbock cũng một lần nói rằng Putin đang muốn lôi kéo NATO vào cuộc xung đột. Putin vừa bảo là không muốn đánh nhau với NATO, không tấn công NATO. NATO thì vừa bảo rằng sẽ đem 300.000 quân đến biên giới phía đông để giáp ranh với lại Belarus và biên giới của Ukraine. Và bây giờ lại tố cáo là Putin đang lôi kéo NATO vào cuộc chiến. Đáng sợ phải không quý vị? có thể nói rằng là đổi trắng thay đen một cách kỳ diệu. Những ngày gần đây thì tranh chấp của Ukraine với Ba Lan vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt mà thậm chí còn leo thang, lôi kéo cả những quốc gia EU vào đàm phán, rồi thậm chí là hai bên cũng dỗi dành, dỗi hờn, dỗi chán trường và nhiều người còn ngủ trong cả cuộc họp. Đến bây giờ thì người ta cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mà để mà hiểu lại toàn bộ sự việc thì chúng ta có thể xem một cái video ngắn ngủi này, chúng ta hiểu câu chuyện. Vâng, để tôi giúp anh. Ơi, giúp này. Đúng là cái đồ quỷ sứ. Vâng, những ngày gần đây thì ông Emmanuel Macron đã sang Brazil và chúng ta còn nhớ rằng cách đó hơn tuần thì ông đã đăng hình ảnh cơ bắp cuồn cuộn để chuẩn bị cho trận đấu với lại Putin sắp tới. Nhưng không hiểu là sau khi Putin nói rằng là sắp sửa tung bom FAB 3000 vào gọi là trực chiến từ trên không, từ các máy bay ném bom liệng, thì cơ bắp của ông đang to cuồn cuộn, tự nhiên nó lại quay trở lại bình thường. Và rất có khả năng thì bởi vì là người đứng cạnh ông cũng là bạn của Putin. Rất có khả năng đợt này ông quay về thì ông sẽ được cảm hóa và sẽ rút quân khỏi Ukraine. Vâng, chúng ta sẽ kết thúc bằng chém gió khu vực tâm bão Ukraine. Hãy bắt đầu vào một thông tin liên quan đến sự kiện Bucha. Đến bây giờ thì cộng đồng thế giới cũng đã biết về chân dung của sự kiện khủng khiếp này. Vâng, ý tôi nói rằng là khủng khiếp về gọi là cái ý đồ của nó. Đến ngày hôm nay thì Liên Hợp Quốc sau khi yêu cầu hơn 2 năm, Ukraine vẫn chưa đệ trình danh sách của các nạn nhân của vụ thảm sát Bucha. Hãy xem Paul Ronzheimer, một thành viên mới rồi. Trong cái ngày mà chúng ta giải phóng Bucha, cái ngày mà 2 năm trước, đối với Putin, nó là một ngày rõ ràng là ông ta đã thua trong cuộc chiến. Ngày hôm nay, Putin tuyên bố sẽ động viên thêm 150.000 quân. Trong khi Ukraine đang thiếu quân đội, vũ khí, sự ủng hộ, Putin cho thấy ông ta muốn chiến thắng cuộc chiến này bằng tất cả mọi thứ. Và phương Tây thì đang bị chia rẽ và bị chia rẽ. Và không biết điều chỉnh chiến lược để đối phó với những điều Moscow đang làm hàng ngày. Đó là một nền kinh tế chiến tranh, những chiến dịch tuyên truyền gây thù hận và tổng động viên. Tôi tự hỏi bản thân mình là Ukraine có thể tồn tại như thế nào trong ngày hôm nay nếu như phương Tây, và xin lỗi quý vị, Ukraine bây giờ có thể đã làm được điều gì rồi nếu như phương Tây đã hành động một cách quyết đoán và đoàn kết. Vâng, anh Paul Ronzheimer, có thể nói là lên đặt tên anh là Alzheimer thì nó phù hợp hơn. Bỏ chữ P đi, thành là Onzheimer. Và chúng tôi sẽ đặt cho anh kể từ ngày hôm nay. Chào mừng anh đến với câu lạc bộ của những người mồm nhanh hơn não. Như vậy là ông Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, một trong những thành viên kỳ cựu của chúng tôi, đã kết thúc chuyến đi thăm tốt đẹp, làm việc ở Ấn Độ. Được biết rằng là trong bài phát biểu chia tay lãnh đạo Ấn Độ thì ông đã đưa ra một cái lời đề nghị rất hấp dẫn mà chắc là khiến Ấn Độ cũng phải cân nhắc. Đó là ông đề xuất với Ấn Độ là quốc gia này có thể tham gia vào việc tái thiết đất nước của ông từ đống tro tàn. Trong trường hợp mà Ấn Độ chia tay với lại người Nga. Vâng, tuy nhiên là phải mở ngoặc đơn nữa là trong trường hợp mà đất nước của tôi còn. Mà nếu nói rằng là khôi phục đất nước, tái thiết đất nước từ đống tro tàn thì cũng không biết là còn hay không nữa. Còn cũng không biết là tại sao nữa. Vâng, một thanh niên ưu tú, tư lệnh của các lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu, tướng Ben Hodges của Mỹ, với rất nhiều những câu nói đi vào huyền thoại. Cũng trong một cái ngày vô cớ 30 tháng 3, ông đã ra một cái hình ảnh mà được photoshop một cách quá đà với một tiêu đề có thể nói rằng là cũng rất là quá đà trong cái liều dùng của ông về một loại chất trắng nào đó. Cuộc phong tỏa vây hãm Crimea đã chính thức bắt đầu. Vâng, đây là vị tướng mà có thể nói ám ảnh về Crimea. Ông biết rằng là Ukraine chỉ cần có tên lửa thôi thì chắc chắn là Nga sẽ phải tháo chạy khỏi Crimea. Và đúng là nhiều khi chúng ta cũng thấy, đúng ạ, rất là đặc biệt là những cái người đức cao vọng trọng. Bằng chứng của Ben Hodges là một cái bằng chứng nó rất rõ ràng đối với những người như vậy. Nói chuyện phải suy nghĩ, bởi vì nếu không ấy mà nói đã chót sai một lần thì lần sau cứ tiếp tục phải nói sai mãi, bởi vì là người già và lại đức cao vọng trọng thì cái tôi nó cao hơn núi. Ben Hodges, Ben thì tôi không biết là gì, nhưng Hodges thì nó cũng là một cái loài lợn rừng. Vâng. Và thôi cũng nhân ngày ông phát biểu thì kỷ niệm ông hình ảnh về bài phát biểu của mình, khiến cho cộng đồng mạng của Ukraine rất là cảm động. Vâng, chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong chương trình giao lưu câu hỏi. Chúng tôi xin đến chương trình giao lưu câu hỏi cùng quý vị. Với câu hỏi đầu tiên liên quan tới chính phủ Việt Nam, tại sao lại thông minh thế khi giải quyết mối quan hệ Tây Ba, Trung Quốc, Mỹ, Việt Nam hơn chính phủ Philippines? Và dùng từ thông minh thì cũng, vâng, tôi nghĩ rằng là cái từ khôn ngoan, đúng không ạ? Thì nó hợp lý hơn. Tại sao tôi gọi là khôn ngoan? Hầu hết những người khôn ngoan trong cuộc sống thì không phải là những người trẻ tuổi, đa số những người có tuổi. Và những người có tuổi khôn ngoan không phải là bởi vì họ là những người thông minh, mà họ là những người đã nhận được rất nhiều bài học, rất nhiều trái đắng trong cuộc sống. Cho nên họ khôn ngoan, đúng không ạ? Còn có thể họ không làm toán giỏi bằng những người thông minh, trẻ tuổi. Lý do thì nhiều, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy những cái lý do mà rất là sâu sắc và nhìn thấy ngay. Chúng ta với lại Mỹ, Trung Quốc, đúng ạ, Việt Nam chúng ta với cả Mỹ Trung, nó là một cái mối quan hệ có thể nói rất đau đớn trong quá khứ. Hai cuộc chiến gần nhất của chúng ta thì đều với hai cái cường quốc ở trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc này. Đúng quý vị, như vậy rõ ràng chúng ta, cổ nhân nói rằng là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Có nghĩa rằng là chúng ta sẽ phải rất thận trọng khi chơi mấy hai cái tay chơi này. Trong vòng ít nhất là bao nhiêu? Những người thanh niên 18 tuổi của chúng ta đánh nhau với Mỹ. Bây giờ họ là những người 65, 70, 75, 80. Rồi những người thanh niên đánh nhau với Trung Quốc thì còn trẻ hơn. Như vậy nó nói lên một cái điều rằng tất cả những bài học đó về mặt vật lý, sinh lý mà nói, đúng không ạ? Thì nó vẫn còn nguyên ở trong cái xã hội của chúng ta, chứ không chỉ là vấn đề liên quan đến sử sách nữa. Và với những bài học như vậy thì như tôi đã nói rồi, chúng ta cần phải khôn ngoan hơn, đúng không quý vị? Trong cách các xử lý các vấn đề nhạy cảm mà Philippines thì họ chưa có một cái bài học như vậy. Họ chỉ có một bài học là họ đánh nhau với người Mỹ và bị người Mỹ cho một cái cuộc thảm sát hàng trăm nghìn người. Cách đây đã gần thế kỷ rồi. Họ không còn nhớ những cái bài học như vậy nữa. Còn bây giờ thì dưới cái sự thôi thúc, đúng không ạ? Sự khiêu khích dưới cái bàn tay nào đó của người Mỹ. Cho nên người Philippines có thể nói như thế này. Nhiều quý vị không hiểu rõ được cái ý của chúng tôi khi nói về những việc làm của Philippines, như là câu hỏi này nói lên rất rõ, có nghĩa là cư xử một cách khôn ngoan hơn, chứ không phải là cái việc là không bảo vệ lãnh thổ, không bảo vệ biển đảo, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng những việc họ làm ấy, nó có một cái yếu tố bị thôi thúc, bị thúc đẩy, bị mượn tay, bị nói chung là bị lợi dụng bởi ngoại bang. Và bản thân cái người đứng đầu Philippines bây giờ thì ông ấy cũng là một cái người như vậy. Đấy là một cái điều nó dở, chứ còn cái việc mà liên quan đến chủ quyền biển đảo nó luôn là cái chuyện thiêng liêng, mà trong mỗi bài thì tôi đều nói đấy là cái yếu tố tiên quyết để mình nói chuyện, đúng không ạ? Đấy là điều kiện nó không ai có thể dễ dàng để mà có thể buông bỏ những vấn đề như vậy. Thì trong bây giờ cái mối quan hệ, chúng ta có thể nhìn thấy cái mối quan hệ Tây Ba là Philippines thì chúng ta không biết được họ nhận cái gì được từ người Mỹ, chắc là rất nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cả cái lợi ích của cá nhân, của nhóm, lợi ích nhóm nó cũng rất nhiều. Bởi vì chúng ta được biết rằng là bản thân ông ấy, thủ tướng hay lãnh tổng thống ấy, thì có những mối quan hệ lịch sử quá khứ, tiền nong gì đấy ở các nước đó, rồi cha ông như thế nào đó. Rồi các bại tướng của nước Mỹ như là Nhật, Đức thì chúng ta biết rằng họ có những cái gì đó họ bị phụ thuộc rất nhiều vào người Mỹ, đúng không ạ? Thế nhưng cái câu chuyện thì chúng ta không biết rằng họ được lợi gì Mỹ. Tôi chỉ thấy khẳng định một điều rằng nó chưa có một cái lợi gì quá rõ ràng, ngoài cái việc là người Mỹ nói các anh cứ đánh nhau đi, chúng tôi sẽ bảo vệ các anh. Và Philippines đã cho Mỹ sử dụng những căn cứ quân sự thậm chí còn ở giữa khu vực của Philippines với lại Trung Quốc, đúng không ạ? Để mà làm cái căn cứ cho người Mỹ. Như vậy thì chúng ta thấy đó là những cái hành động mà chúng ta chưa biết được cuộc chiến nó có nổ ra hay không. Nhưng mà rõ ràng là Philippines không biết nhận được quyền lợi kinh tế gì, nhưng mà họ mất rất nhiều quyền lợi kinh tế từ Trung Quốc. Như vậy câu chuyện thì chúng ta muốn đi tới một cái vấn đề thứ nhất. Đó là chúng ta có một cái bài học, hai cái bài học có thể nói sâu sắc nhất trong lịch sử của chúng ta. Đó là chúng ta đánh nhau với hai cường quốc, và hai cường quốc đấy nó lại làm trong cái tam giác quan hệ Tây Ba của chúng ta, như những thời gian chúng ta đã phân tích rất nhiều. Và bây giờ chúng ta thấy một điểm là gì? Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của chúng ta, và Mỹ cũng là đối tác thương mại lớn nhất của chúng ta, đúng không ạ? Như vậy thì điều đấy cho thấy rằng là Việt Nam chúng ta đang cân bằng một cái mối quan hệ nhạy cảm đó quá tuyệt vời. Và đấy là lý do mà nhiều người cứ nói bảo là tại sao Việt Nam không mạnh tay mạnh chân. Và chúng ta biết rằng mạnh tay mạnh chân ấy, thì không biết là chúng ta định mạnh tay mạnh chân làm cái gì. Nhưng mà có thể nói rằng là bây giờ đất nước chúng ta đang cần phát triển kinh tế rất nhiều. Và tất nhiên cần phát triển kinh tế như vậy thì mà đất nước nào cũng thế thôi. Nếu những người thực tế phải hiểu một điều rằng kinh tế nó là cốt lõi của tất cả các vấn đề, đúng không ạ? Thì chúng ta phải duy trì được cái trạng thái cân bằng như thế này. Nhất là bây giờ cái thế giới của nó càng ngày nó càng phân cực, đúng không quý vị? Cho nên là cái việc mà giữ được thế cân bằng này nó không chỉ là một cái vấn đề nó mang tính chất lợi ích của đất nước chúng ta, và về mặt có thể nói là về danh dự uy tín ấy, thì nó là một trong những cái thước đo, đúng không ạ? Nó là một cái nhãn hiệu, một cái uy tín, một cái tự trọng của đất nước chúng ta, và một cái tài năng khi chúng ta có thể cân bằng được cái mối quan hệ phức tạp giữa hai siêu cường. Và nó cũng chính là hai siêu cường lớn nhất nhì thế giới, đúng quý vị? Như vậy là nó quá nhiều duyên nợ. Hai kẻ thù đã từng xâm lược chúng ta, hai đối tác thương mại lớn nhất hàng đầu thế giới đối với chúng ta, và là hai siêu cường lớn nhất thế giới, và hai cái thế giới đại diện cho hai cái ý thức hệ, hai hệ tư tưởng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư bản. Đúng quý vị, như vậy là phải một tay chơi lão luyện thì mới chơi được mới lại đại gia như vậy chứ. Thế bây giờ tự nhiên mình đi phá đi để làm cái gì? Mình có muốn trở thành Philippines hay không? Chắc chắn là người Việt Nam chúng ta từ trước đến nay rồi chúng ta không quỳ gối, đúng không ạ? Cho nên không bao giờ chúng ta chọn theo cái cách đi kiểu như vậy. Vấn đề thứ hai, chúng ta thấy một điểm này tôi nghĩ rằng là một cái điểm nó rất là quan trọng nếu như mà nó là yếu tố bên trong. Bây giờ chúng ta thấy rằng ở trên thế giới ấy, lãnh đạo của họ cứ phát rồ lên. Họ phát rồ lên là họ phải đưa ra những cái quyết định nó mang tính chất dân túy, quốc túy, đúng không ạ? Chẳng hạn như là Tổng thống Pháp muốn gửi quân đến Ukraine để đánh nhau. Mặc dù là nói thẳng ra người Pháp đến đấy thì cũng là ếch làm trong mâm mà thôi. Rồi những tổng thống như là Argentina, gọi là đất nước thì đang dầu sôi nửa bỏng như vậy, thế mà đi chi hàng nhiều trăm triệu đô la để mua cái gì? Mua cái thuốc truyền giới, mua cái thuốc ngăn ngừa phát dục, dậy thì, và rất tự hào về những cái điều như vậy, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rõ ràng là họ đang phải đưa ra những cái quyết định nó rất là ngớ ngẩn, nó không giải quyết cái vấn đề gì mà chỉ phục vụ mục đích một là chủ nghĩa dân túy, đúng không ạ? Để mà theo đuổi những cái phục vụ những cái nhu cầu của người dân để mà đạt được phiếu bầu. Hai là bị thôi thúc, bị giật dây bởi thế lực ngoại bang. Nhưng mà điều đó nó không xảy ra ở Việt Nam chúng ta. Việt Nam chúng ta thì có bao nhiêu tài phiệt, bao nhiêu tỷ phú, bao nhiêu gì đi chăng nữa, chắc chắn không bao giờ có thể thao túng, kiểm soát hay là ảnh hưởng đến các quyết định chính trị được. Đấy là một cái điều khẳng định ở Việt Nam, Trung Quốc cũng vậy thôi. Đó là xã hội chủ nghĩa. Nói tóm lại, Việt Nam không có thế giới ngầm, đúng không ạ? Những ông nào ngầm chỉ cần lặn một tí thôi là có thể là đã bị phơi mình lên rồi. Cho nên là chúng ta sẽ không phải đưa ra cái quyết định như kiểu của Philippines. Đấy là một cái điểm rất rõ. Vốn họ bị tác động thậm chí bởi cả hai yếu tố đó, đúng không ạ? Các vấn đề liên quan tới chủ nghĩa dân túy, quốc túy, rồi đến ma túy, rồi đến phương Tây túy, vân vân, gọi là Tây túy đấy. Và Philippines nó cũng trước cũng ma túy ác liệt lắm mấy quý vị ạ, mà ảnh hưởng rất nhiều đến chính sách ấy, cho nên tôi nói bừa ma túy là cũng không phải là bừa bộn đâu. Và thứ ba nữa thì rõ ràng là tôi cũng nói qua rồi, và cơ bản là chúng ta bây giờ chúng ta là một người chơi cờ lão luyện, đúng không ạ? Mình lão luyện thì nó cũng chưa đến mức lão luyện, nhưng mà có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm chúng ta không mắc phải những cái sai lầm như trước nữa, và chúng ta muốn là một người chơi cờ hay, một người chơi cờ uy tín, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta duy trì được cái mối quan hệ nó cực nhạy cảm, cực khó ở quy mô cấp độ cao, đúng không ạ? Để thể hiện cái bản lĩnh chính trị của chúng ta và đất nước chúng ta được tôn trọng, bởi vì chúng ta có thể chơi cái thế cờ này. Đây là một câu hỏi không phải là của người Việt hay để nói như vậy đâu quý vị nhé. Người hải ngoại cũng hỏi tôi rất nhiều, và người nước ngoài thì cũng hỏi nhau rất nhiều. Liên quan đến việc là chính phủ Việt Nam đã có những cái bước đi thông minh, sáng suốt trong quan hệ giữa hai cường quốc Trung Quốc và Mỹ. Đúng quý vị, rõ ràng đấy là một cái vấn đề tại sao người ta nói nhiều như vậy, và người ta dùng những cái lời rất tích cực. Không phải là mình thích khen, mà cái câu chuyện rằng người ta rất là thực tế khi người ta nhìn thấy đấy là một cái vấn đề quan trọng. Và như vậy là có nhiều yếu tố, nhưng mà chúng ta có thể nói, đúng không ạ, yếu tố quan trọng hàng đầu đó là chúng ta là một người khôn ngoan, vì chúng ta đã bị rắn cắn 2-3 lần rồi, đúng không quý vị? Và chúng ta không chỉ là trong sử sách mà còn nguyên vẹn trong đời sống của chúng ta, còn những cái tác động rõ rệt từ hai cuộc chiến đó, còn người, còn tàn tích, còn đau thương, còn bài học nguyên vẹn. Thứ hai nữa, chúng ta, hệ thống chính trị của chúng ta, nó rất là quan trọng. Nhìn chung nó là vấn đề cốt lõi để nó duy trì trên đường dài, đúng không ạ? Đó là chúng ta không phải đưa ra những quyết định nó ối giời ơi để mà nó giải quyết cái vấn đề tình huống tạm thời, hoặc là không phải vì lợi ích của bản thân mình mà vì lợi ích của người khác. Đấy. Và yếu tố thứ ba nó là yếu tố uy tín, đúng không ạ? Yếu tố đẳng cấp. Và bây giờ từ nhờ yếu tố thứ ba, chúng ta nói thẳng ra, kể cả Trung Quốc với Mỹ đều phải tôn trọng chúng ta. Đúng không quý vị? Đều phải ve vãn, đều phải tôn trọng. Cộng đồng quốc tế thì đánh giá cao. Tất nhiên là chúng ta không sống vì những cái đó, nhưng mà nó là một cái thước đo để cho thấy rằng chúng ta được thế giới cần, được tôn trọng, được các cường quốc tôn trọng. Đấy nó là một cái thước đo cho cái sự uy tín và cái năng lực của chúng ta. Vâng, như vậy được chưa ạ? Câu hỏi thứ hai cũng rất hay quý vị ạ. Là tại sao? Rất hay bởi vì nó đứng ở trong một cái thế mà chúng ta nhìn thấy nhiều câu chuyện đây chính là một cái vấn đề lớn của thế giới mà rất nhiều những chuyện đang diễn ra. Cũng là trong cái mối tay ba của Trung, Mỹ, Nga. Tại sao thì Putin dễ có được một cái sự đồng cảm của người dân phương Tây hơn là Trung Quốc, Tập Cận Bình? Chúng ta chỉ cần đi tới một cái sự kiện như này chúng ta biết này. Tucker Carlson đã đến Điện Kremlin để phỏng vấn Putin. Và tôi cũng biết một điều rằng bản thân ông ấy không phải là một cái người có thể nói là quý nước Nga hay là gì nước Nga. Cũng giống như rất nhiều người Mỹ khác. Rất ít người gọi là mang cái tính chất là yêu thích quý nước Nga, đúng không ạ? Cái số mà người ta yêu thích quý để trở thành công dân của Nga thì nó đếm trên đầu ngón tay. Cái điều này thì nó cũng rất là bình thường thôi. Thế nhưng mà phần lớn những người đó thì lại đồng cảm với nước Nga. Đấy, đặc biệt là những người mà cánh hữu và dạng như trung dung thì đồng cảm với nước Nga. Tại sao? Chúng ta thử nhìn xem, Tucker Carlson là một người rất là chống Trung Quốc. Các học giả khác hàng đầu nước Mỹ như John Mearsheimer và rất nhiều những cái người khác, tôi liệt kê ra cả ngày. Thì hầu hết những người mà bênh Nga trong cuộc chiến Ukraine ấy, thì lại là những người mà chống Trung Quốc. Đấy. Bởi vì tại sao? Tại sao những người đức cao trọng vọng như vậy và những người có cái sự nhìn nhận một cách thực tế như vậy lại bênh Nga và lại chống Trung Quốc? Bởi vì tại sao? Bởi vì người ta biết một điều rằng Trung Quốc mới là thực sự là kẻ thù và là đối thủ có thể đe dọa vị trí siêu cường của nước Mỹ chứ không phải nước Nga. Còn bây giờ chính phủ Mỹ và thế giới tài phiệt và thế giới phương Tây nhìn chung là đang muốn biến nước Nga trở thành một kẻ thù, một kẻ tàn ác này nọ vân vân, đúng không ạ? Để mà phục vụ cái mục đích kiềm chế, suy yếu nước Nga và kiếm tiền từ cái cuộc xung đột nóng của Ukraine, cũng như kiếm tiền từ cái khối NATO. Khi mà người ta bắt buộc phải biến Nga trở thành kẻ thù thì người Mỹ mới kiếm tiền được từ NATO. Các tổ hợp công nghệ quốc phòng của châu Âu bây giờ cũng bắt chước người Mỹ để mà kiếm tiền được ở các nước châu Âu nhờ một cái mối xung đột và cái mối nguy cơ xung đột đối với nước Nga. Đấy là lý do chúng ta thấy những ngày gần đây họ nói suốt ngày về việc Nga sẽ tấn công. Thế nhưng đây cũng chính là cái điểm mà có thể nói rằng nó nói lên một cái sự thiếu năng lực của người Mỹ, đúng không ạ? Của lãnh đạo Mỹ, xin lỗi quý vị, lãnh đạo Mỹ thời của ông Biden. Bởi vì là ông ấy quá ưu tiên cái việc đấy cho thế giới ngầm. Đây có thể là một cái sự ban phát, đúng không ạ? Trả công cho thế giới ngầm khi ông làm như vậy để mà chống Nga điên cuồng, chống Putin điên cuồng. Nhưng mà thực tế thì là cái kẻ thù của nước Mỹ hoặc là một đối thủ tiềm năng ấy thì duy nhất nó chỉ là Trung Quốc mà thôi, thì nước Mỹ đã không làm đầy đủ một cách xứng đáng để mà kiềm chế cái đối thủ của mình. Và cũng không chịu chạy đua với Trung Quốc, đúng không ạ? Mà chỉ tập trung tất cả mọi thứ vào nước Nga mà thôi. Như vậy chúng ta thấy rằng là gì? Có một cái sự ưu tiên một cách sai trái khi mà chọn chiến trường sai của nước Mỹ và phương Tây khi mà họ nhắm vào nước Nga. Một cái con gấu nó đang ngủ hoặc nó đang uống vodka trong hang, tự nhiên lại vào cà khịa với nó, đúng không ạ? Để bây giờ bất đắc dĩ phải theo nó, đã chơi với nó bây giờ thì lại phải khiêu vũ với nó tới chết thì thôi. Chứ nó ra khỏi hang rồi và nó đã máu nhảy rồi thì nó cũng giống như kiểu mấy thằng đi quẩy ấy, đúng không ạ? Mẹ ơi, con phải hết nhạc con mới về được cơ. Chứ nếu như mà bây giờ mà về mà còn nhạc cái này thì nó đau đầu lắm. Mình nhảy nó mới đỡ đau đầu. Cho nên chúng ta có thể nói là đây chính là một cái hành động mà nhìn nó rất rõ. Đáng lẽ ra nước Mỹ cần phải làm những cái việc đầu tư này, đầu tư nọ để phát triển. Thì bây giờ họ chỉ có tập trung phát triển vào vũ khí thôi. Đúng ạ, để mà phục vụ cái thế giới ngầm. Đáng nhẽ họ phải khống chế Trung Quốc thì họ đi họ giang họ để tìm một cái cuộc khiêu chiến với người Nga và nhận trái đắng. Bây giờ thì đâm lao thì phải theo lao thôi. Thế nhưng cái câu chuyện một điều là gì? Rất nhiều người học giả trong nước Mỹ người ta biết một điều đó. Và nói thật ra thì cá nhân tôi cũng cảm nhận đó là một cái điều rất chính xác. Đúng ạ. Nếu có nước Mỹ có nhắm vào ấy, cái đối thủ của mình ấy, mà người đứng đầu chạy đầu tiên thì phải nhắm vào cái thằng thứ hai chứ, đúng không ạ? Thì họ phải nhắm vào Trung Quốc. Chứ còn nước Nga mà không có đánh nhau ấy thì họ mãi mãi họ vẫn là một cái đất nước an phận với lại những chai vodka và những cái dự án dầu, đúng không ạ? Đấy, đại khái là trạm xăng với lại tên lửa hạt nhân. Cơ bản là không kích hoạt được một cái nền kinh tế bây giờ nó đã càng ngày nó càng khủng và nó cân bằng hơn. Như vậy là trong việc này thì nước Mỹ đã vô tình để sơ hở Trung Quốc phát triển và đồng thời bây giờ họ lại còn kích thích kích động Nga phát triển nữa. Trong khi đấy thì làm các hoạt động mà tấn công vào Nga dẫn tới việc càng ưu tiên ngành quân sự quốc phòng và càng dẫn tới việc mất cân đối nền kinh tế xã hội của nước Mỹ. Như vậy là nó không được một cái gì mà nó chỉ được mỗi một cái thành phần tinh túy nào đó thôi. Thế giới ngầm thôi. Còn cả xã hội của họ phải hứng chịu, đúng không ạ? Vậy thì quay trở lại chúng ta thấy rằng là ở nước Mỹ bộ phận như vậy nó không nhỏ. Nó không nhỏ cho nên là người ta đã không phải là thích Putin hay thích nước Nga mà người ta bênh, đúng không ạ? Bởi vì là người ta muốn giúp chính phủ người ta nhìn nhận ra đây mới là kẻ thù chứ nó không phải là ở đây. Và lực lượng này rất đông đảo quý vị ạ. Theo phe Cộng Hòa và theo Trung Dung nó rất nhiều, chúng ta đã biết rồi. Mà đa số phe đấy thì lại chống Trung Quốc. Thứ hai nữa thì một trong những nguyên nhân tôi nghĩ rằng nó không phải là quá lớn nhưng mà nó cũng không phải là quá nhỏ. Bản thân người Nga thì cũng là châu Âu, cũng là phương Tây, nếu nói về gốc gác. Về vấn đề chủng tộc, sắc tộc, đúng không ạ? Thì nhiều khi mồm thì nói như vậy là không có sự phân biệt gì. Nhưng mà thực ra ấy, nó trong tiềm thức bởi vì nó ăn vào cái mã gen rồi. Nó cũng không thể nào không có những cái sự phân biệt được. Đấy là một cái điều đương nhiên. Nước Nga mà nó cứ giật dẹo thì chắc là nước ngoài phương Tây họ cũng không quá hận thù như vậy đâu. Chẳng qua bây giờ họ có cái nhà lãnh đạo nó quá lỗi lạc, dẫn tới là nước Nga mới bị vạ lây. Còn chúng ta thấy một điểm rằng là nhìn chung người dân nước nào cũng thế thôi. Chúng ta thấy nếu như mà họ muốn đối đầu với Nga thì thực sự kể cả người dân Mỹ và người dân phương Tây sẽ phải đối đầu với một cường quốc quân sự và là một cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, có khả năng xóa sổ bất cứ quốc gia nào trong vòng nốt nhạc, đúng không ạ? Thì có nghĩa rằng họ đang phải đối đầu, nếu họ chống đối, họ cố gắng khiêu khích, họ sẽ khiêu khích để đến ngày diệt vong. Thế còn họ đối đầu với Trung Quốc ấy, thì họ chỉ đối đầu về vấn đề kinh tế thôi, đúng không ạ? Nó không có cái nguy cơ diệt vong. Và người phương Tây đều có một niềm tin rằng là họ đoàn kết thống nhất, họ có thể là đối mặt được với Trung Quốc trong cuộc chiến kinh tế, chống Trung Quốc trỗi dậy. Như vậy thì rõ ràng họ chọn một cái mặt trận mà nó sẽ mềm hơn, đúng không ạ? Nó sẽ sướng hơn là đi chọn chơi với người Nga. Ai là đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở vùng châu Á-Thái Bình Dương trong trường hợp có chiến tranh với Trung Quốc? Cơ bản thì trừ Lào, Campuchia, Miến Điện, đúng không ạ? Thì mấy nước đấy mình không nói, Bangladesh. Còn lại thì chúng ta có thể thấy những cái phân loại như sau này. Phân loại tất nhiên, Nhật Bản thì không chỉ là đồng minh của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, mà đây là đồng minh quan trọng nhất của nước Mỹ trên toàn thế giới. Đây có thể nói đồng minh mà Mỹ không thể nào đánh mất được, Nhật Bản. Và đây cũng chính là cái lời nguyền của Nhật Bản, đúng không ạ? Trong tương lai đấy, trong quá khứ, trong tương lai. Vì nó yêu mà, nó yêu quá, nhiều khi là cũng thành một cái cục nợ đấy, chứ không phải đơn giản. Thứ hai thì chúng ta thấy ở cái danh sách hạng nhất này có Hàn Quốc. Và Hàn Quốc cũng là một cái đối tác hạng nhất, và tất nhiên rồi, Anglo-Saxon, Úc. Ba nước này. Thứ hai thì chúng ta thấy có Đài Loan, đúng không ạ? Đài Loan, tôi nghĩ rằng là danh sách này có cả Philippines nữa. New Zealand đương nhiên rồi, nó không được như Úc nhưng mà cũng là theo cái Anglo. Và một phần nào đó là Thái Lan, mặc dù là Thái Lan bây giờ thì cái chính trị của nó cũng biến động, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng thì Thái Lan vẫn là một cái nơi mà nước Mỹ vẫn phát huy được những cái lợi ích địa chính trị của mình. Mặc dù là nó không có cái hoạt động chống Trung Quốc một cách rõ ràng. Thứ ba thì tôi nghĩ là gọi là đồng minh thì không phải, nhưng mà là các đối tác. Đối tác thì nước Mỹ hầu hết với các nước Đông Nam Á. Từ Singapore tới Việt Nam mình cũng thế thôi. Malaysia, rồi Indo, rồi thậm chí cả Ấn Độ. Nhìn chung là các đối tác thôi, chứ cũng chưa phải là những cái gì nó còn tí nhắm vào Trung Quốc. Nhìn chung là họ có quan hệ tốt, đúng không ạ, các nước này. Còn các nước này thì đều có những cái, có một cái sự đại khái là nó thân, nó ngả về phía Mỹ rồi. Và nó có một cái gì đấy nó chống chung một chút rồi. Còn những nước ở trên thì kể cả là người ta chưa chống Trung Quốc, đúng không ạ? Và bản chất của nó thì khi mà đã là đồng minh của Mỹ, đây là gọi là đồng minh rồi. Cho nên là đồng minh của Mỹ thì đương nhiên là Mỹ chống Trung Quốc thì các nước này cũng là chống Trung Quốc thôi. Nhìn như này thì chúng ta có thể thấy rằng mình phân tích như thế này, mình sẽ thấy một điểm rằng Đài Loan, Philippines hay mấy cái nước này mà cơ bản nó là công cụ thôi, chứ nó không phải là đồng minh của người Mỹ. Có chuyện gì có nghĩa rằng Mỹ sẽ không sống chết để bảo vệ, đúng không ạ? Họ sẽ bảo vệ bằng được Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc. Đấy là những cái đồng minh chiến lược. Nó nằm ở những vị trí cực kỳ quan trọng, kinh tế, quân sự đều quan trọng với nước Mỹ, vân vân, xã hội này nọ, đồng minh này nọ. Còn đây là những con tốt có thể hy sinh được, đúng không quý vị? Còn đây là những đối tác mà Mỹ đang hoạt động tích cực để nâng cấp nên thành các con tốt, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà nói chung là các nước Đông Nam Á, kể cả Ấn Độ nữa thì cũng nhìn cái bài học của Việt Nam rồi, cho nên là cũng khôn, đúng không ạ? Nâng cấp khó lắm, nâng cấp là tốn kém. Tất nhiên đây nó không phải là sự thật tuyệt đối quý vị nhé, đấy là một góc nhìn của chúng ta để mà mình có cái ý tưởng để trao đổi với nhau thôi. Nhưng mà nó nói lên ba cái cấp, đúng không ạ? Ba cái bản chất của mối quan hệ. Đấy, cái bản chất đầu tiên nó là bản chất gọi là đồng minh. Có nghĩa rằng bây giờ thì nó có chống hay không thì nó vẫn là đồng minh. Và đồng minh tất nhiên họ sẽ bảo vệ nhau, đúng không ạ? Ở mức độ nào đó. Bản chất thứ hai là cố gắng lôi kéo để chống đối, còn không phải đồng minh. Và chết cũng được mà sống cũng không sao. Còn bản chất thứ ba là đang là đối tác và muốn lôi kéo để nâng cấp lên cái dạng gọi là tốt, thay thế, bị thịt. Sao có quá nhiều người di cư và đến sống ở Singapore, ở Việt Nam? Bởi vì Singapore rất là đắt đỏ cơ mà. Và tôi cũng nói nhiều lần về Singapore với quý vị, đúng không ạ? Cũng không phải nhiều lắm, thực tế cũng chỉ 2 bài. Tôi chỉ đến Singapore thì tôi ấn tượng, chứ còn tôi không hề đến một quốc gia nào tôi ấn tượng. Bởi vì cái điều mà mình đi, mình không phải đi du lịch để mình thấy có chỗ này hay, chỗ kia hay. Tôi nói thật, ngày xưa nhà tôi đẻ ra một cái chỗ nó đẹp, cho nên đi thế giới tôi chả thấy chỗ nào đẹp bằng quê tôi. Vâng, nói có tí chém gió và tị hào dân tộc. Thế nhưng mà nó là thực tế. Mình là một cái người mình quan tâm đến vấn đề địa chính trị, đúng không ạ? về những vấn đề xã hội, chính trị này nọ, cho nên là mình hay để ý tới cái xã hội của họ. Thì nói thật, đi đến đâu cũng vậy, không có bất kỳ một cái ấn tượng, ý nói rằng mà một cái sự thích thú, một cái sự đại khái là nể phục hay là cái gì đó, đúng không? Đại khái là ngước nhìn, đấy. Thì chỉ có đến Singapore thì tôi cảm giác là đó là một cái đất nước nó như vậy. Một đất nước nó rất là thực tế, đúng ạ, nó không có những cái sự phù phiếm, nó không có drama, nó không có những cái vấn đề chính trị, nó không có những cái vấn đề dân túy, quốc túy như chúng ta nói đấy. Một đất nước mới như thành phố xanh, sạch, đẹp, mà cái gì nó cũng vừa phải, cái gì nó cũng đúng mực và nó đại khái là nó phục vụ những thứ nó đang diễn ra. Chỉ có mỗi tội nó hơi lạnh thôi. Ông nào mà béo đến đấy thì thích. Úi dồi ôi, vào khách sạn của nó toàn chơi mười mấy độ thôi. Úi dồi ôi, ban đêm mà nó nằm cho nó nhiều ông là yếu, có khi là đi viện. Thứ hai là nó đồ ăn của nó thì nói chung là nó đắt đỏ, bia bọt cũng vậy. Mình đến đấy mình gọi chai bia thứ hai thì có thể là cả khu phố ngước nhìn. Không phải là bởi vì là nó tiền nó không có, mà cơ bản rằng là người ta hạn chế bia rượu. Đồ ăn thức uống thì nó cũng là nó rất là kiểu như nó thiên về cái khía cạnh lành mạnh. Người dân Singapore thì ít người béo phì lắm. Thành phố xanh sạch đẹp, xung quanh ví dụ như này nhé, ví dụ đây là Singapore đây, thì khu vực ở giữa nó, mình đi vòng quanh thành phố này, nó bên là đường bao biển như thế này ấy, thì ở khu vực giữa nó cánh rừng, nó như rừng nguyên sinh ấy quý vị ạ. Tức là đường chúng ta đi du lịch ấy, và đi chỉ cách thành phố một tí thôi, nhưng mà ngay cạnh đấy thì nó là rừng nguyên sinh. Đấy, nó kiểu như vậy, có nghĩa rằng là nó bảo tồn những cái thứ nguyên sinh và tự nhiên ở bên trong lõi, còn các cái thứ sinh hoạt bên ngoài nó rất là xanh, sạch, hiện đại. Chả bao giờ thấy cảnh sát, cảnh xiếc gì ở đấy cả. Khi nào có chuyện cảnh sát nó mới lên, mà nhiều khi cả năm không có chuyện là chả ai nhìn thấy cảnh sát bao giờ cả. Còn tất nhiên thì đến Sinh với một cái thành phố như vậy thì người ta phải đến, người ta sống ở đấy là chuyện đương nhiên rồi, đúng không ạ? Cơ sở tầng tốt này, xanh sạch đẹp này, chăm sóc y tế tốt này, giáo dục, đúng không ạ? Đào tạo tốt, y tế tốt, nói chung là cái gì của họ cũng tốt, chỉ có một điều là nó rất đắt. Đấy, nó rất đắt cho nên là không phải là ông nào bảo là thích đến Sinh thì cũng đến được, đúng không ạ? Đến đấy là phải có tiền. Những cái này nó tốt nhưng mà nó đắt, bởi vì là ví dụ như y tế của nó thì nói chung là nó ở dạng đắt đỏ so với Việt Nam. Nhưng nó cũng là một nơi các dịch vụ y tế hàng đầu thế giới, người ta còn đến Singapore nữa. Như vậy là cái câu chuyện rằng là với một cái xã hội như thế thì đương nhiên là người ta sẽ muốn di cư đến đấy để làm cái gì đó. Thế nhưng cái câu chuyện ở đây là nó vấn đề nó là có tiền để đến hay không, đúng không ạ? Nó là một trung tâm tài chính, là một cái trung tâm kinh tế, cho nên là rất nhiều người trên thế giới biết tiếng Anh là đến đấy có thể sống một cách không kém gì người bản địa. Bởi vì là nó là trung tâm mà, cho nên là rất nhiều người nói tiếng Anh. Rất nhiều những cái sinh hoạt, đúng không ạ, dành cho những người quốc tế. Có thể nói là như nào? Có thể nói rằng là Singapore nó vừa là một cái quốc gia thực tế, và thực tế thì người ta lo cho dân, đúng không ạ? Và tất nhiên lo cho dân thì người ta sẽ muốn sống. Nó là vừa là thực tế nhưng nó lại là một quốc gia như kiểu thế ngoại đảo viên, có nghĩa là nó đứng bên ngoài các cái chuyện thế sự tùm lum. Bởi vì một cái quốc gia nó thuần về kinh tế và nó trung lập và nó nhỏ như thế, cho nên người ta cũng không có ý sơ múi nhòm ngó nó, và thường là tạo điều kiện để mà nó phát triển. Tất cả những quyết định chính trị của Singapore nó đều dựa trên những cái nguyên nhân, kết quả thực tế, logic, chứ nó không có những cái quyết định mà nó mang tính chất là như tôi đã nói trong cái việc quan chức ở phương Tây. Nó không có vấn đề tôn giáo như là ở Malaysia, đúng không ạ? Một cái nước quốc gia láng giềng, nó hoàn toàn nó độc lập ở cái đó. Nó là một cái quốc gia mà người gốc thì Trung Quốc, cho nên nó theo cái khổng giáo, nó có tôn ti trật tự. Ở Singapore nó đắt đỏ như vậy đấy, cho nên là nó cũng là một cái hiện thân của cái việc như thế này, là người ta tìm đến sống nhiều và dân họ rất cố gắng, bởi vì nó cũng là một cái quốc gia nó giống Trung Quốc ở cái đường lối luận công ban thưởng. Có nghĩa rằng là ông ở đấy, ông cống hiến được giá trị thì ông đạt được nhiều giá trị và ông danh giá. Ở Singapore bây giờ người ta đến đấy nhá, Nếu như không có sự nghiệp, đàn ông rất khó lấy vợ. Nếu mà không có nhà, đàn ông cũng rất khó lấy vợ. Nhà thì nó bé, đúng không ạ? Và nó đắt. Tôi nhớ ngày xưa đến đấy mấy cái ông hướng dẫn du lịch, ông bảo là Singapore ấy, nó phải có 7 thứ. 7 thứ nếu mà đàn ông không có thì lấy vợ cực kỳ khó. Ý nói là nó không danh giá. Như vậy là cái xã hội của họ, đúng không ạ? Nó là một cái xã hội là làm nhiều thì hưởng nhiều. Mà làm ít thì không khéo là bị người Ấn Độ di cư sang làm thuê, người ta cướp hết việc. Người dân bản địa thì toàn những làm những cái việc gọi là áo trắng cổ cồn. Thế còn những cái việc dịch vụ thì người Ấn Độ, người Nepal, người và mấy cái nước xung quanh khu vực Ấn Độ ấy, sang họ làm là chính. Ở Singapore nó cũng có một cái điều nữa là xanh sạch đẹp tốt tiếc rồi là vân vân đủ thứ. Nhưng mà nó có một cái vấn đề rất nhiều người thích ở các xã hội thế giới khác bây giờ không có. Đó là sự an toàn gần như tuyệt đối, đúng không ạ? Chúng ta có bao giờ thấy vụ án ở Singapore? Trong 20 năm nay tôi nhớ mỗi một lần có một cái vụ án giết người Singapore. Vâng, tôi nhớ thôi nhá, tất nhiên là nó không phải là toàn bộ. Nhưng mà như chúng ta nói thấy nó không thấy cảnh sát đâu mà, đúng không ạ? Thì cho thấy rằng Singapore nó rất an toàn. Bất kể một người phụ nữ hay trẻ em nào đi ra đường vào lúc 3 giờ sáng không bao giờ cần phải lo về vấn đề an ninh. Như thế là đủ sướng rồi. Đấy, thế nhưng mà bây giờ quay đi vẫn phải quay lại quý vị nhé. Có nghĩa rằng đến đấy muốn sướng thì phải có tiền, đúng không ạ? Còn nếu mà không có tiền thì lại phải đi làm những công việc nặng nhọc thôi. Nhưng mà cơ bản nếu làm được ở đấy nặng nhọc mà thích cái xã hội sống kiểu như thế thì nó vẫn là sướng. Còn xã hội của nó thì nó không xô bồ và tất nhiên nó không thể nhộn nhịp được, đúng không ạ? Thì ông nào ham vui club mà đến Singapore chắc chắn là chán là cái chắc. Ở đấy thì nó cũng có sòng bài, sòng bạc, rồi bãi biển, bikini, rồi đủ du lịch, nó cũng chả thiếu thứ gì. Nói chung là nó cũng vẫn là một cái nơi cũng có nhiều cái giải trí đấy, chỉ có nó không có xô bồ thôi và nó cũng là đắt đỏ. Cho nên là vẫn phải có sàng, đúng không quý vị? Thì để mới đến đấy mới sướng được, chứ không là rất mệt. Vào bệnh viện mà bệnh viện ở Singapore mà không có nhiều tiền thì thôi rồi, quay về nước chữa khẩn cấp. Vâng, như vậy chúng ta thấy rằng đó là một đất nước mà nó pha trộn rất nhiều những yếu tố văn hóa và yếu tố đặc thù độc đáo của quốc gia đó. Cho nên nó dẫn tới đó là một cái đất nước mà nó có những cái quyết định chính trị rất thực tế, chính sách rất thực tế. Và nhờ những cái vị trí rồi những cái lịch sử nó cũng là một cái đất nước thế ngoại đảo viên, đúng không ạ? Đấy, cho nên là nó là một cái nơi tương nhiên, nó hơn hẳn những mặt bằng chung của thế giới rồi. Có thể nói khẳng định như thế này, Singapore là một cái quốc gia duy nhất trên thế giới mà nó theo cái đường lối kỹ trị dạng như là luận công ban thưởng. Duy nhất, đúng ạ. Hay mình nói đúng nhất là có cái hàm lượng mà nó đậm đặc nhất. Đấy, tức là nó yếu tố chính trị nó rất ít và yếu tố quản lý, kinh tế của nó rất là nhiều. Rất ít hệ tư tưởng, đúng không ạ? Kết hợp với những cái nền văn hóa gốc gác của nó, cho nên nó tạo ra một cái quốc gia nó rất là độc đáo. Và tất nhiên nó không ồn ào, đúng không ạ? Nó không ồn ào, nó không có gọi là chạy đua với thế giới vì một cái gì cả. Chính điều đấy nó cũng làm nên cho cái đất nước đấy nó một cái nó thú vị. Nên từ trước đến giờ thì nhiều quý vị hay hỏi rằng là Việt Nam lên đi theo mô hình nào. Tất nhiên mô hình nào cũng có cái hay cái dở. Trung Quốc cũng vậy và Mỹ cũng thế, Nga cũng vậy, đúng không ạ? Châu Âu cũng thế thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà một cái quốc gia duy nhất để cần ngước lên một cách khá toàn diện ấy, đúng không ạ, là Singapore. Mặc dù Singapore nói thật ra là nó cũng không được vui như Việt Nam. Đấy, nhưng mà cái vui của Việt Nam ấy, nước của mình mà nó giàu có lên ấy thì nó cũng sẽ không vui được theo kiểu nó nhộn nhịp xô bồ. Nó lại dần dần nó hướng tới một cái kiểu vui kiểu khác, đúng không ạ? Đấy, chứ nó không phải mãi mãi nó vui kiểu như vậy được. Vui kiểu bia hơi rồi là lòng lợn các thứ thì bây giờ nó thế thôi. Mà bây giờ mới quá khứ thì nó cũng đã khác rồi, đúng quý vị? Ngày xưa chúng ta thấy bia hơi rồi nhậu nhẹt các thứ mà rẻ tiền nó lan tràn, nó khắp nơi. Nhưng mà bây giờ những năm gần đây thì nó bắt đầu thành những cái quán lớn rồi nó có tổ chức hơn vân vân. Có nghĩa là xã hội chúng ta nó đã văn minh, nó đã giàu có hơn. Người ta cũng điều chỉnh lại những cái cách ăn uống này nọ vân vân. Cho nên là cái điều đấy nó cũng rất dễ hiểu như là Singapore thôi. Vâng, đây là mình nói dựa vì tôi đã nói một khía cạnh là cái khía cạnh thực tế mà. Ở đây Singapore là đất nước thực tế, cho nên là ý tôi đấy là một ý thực tế chứ không phải là mình xính Singapore, đúng không ạ? Chứ còn bảo là tôi thích thì tôi cũng không phải là thích. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo và chúc quý vị buổi tối cuối tuần, ở đầu tuần vui vẻ, mạnh khỏe, ngon giấc.